chào tất cả quý vị và các bạn. Thì hôm nay thì thẩm mỹ quốc tế Bali có đón tiếp là chuyên gia Vincenzo người Ý đến để thăm khám trực tiếp cho khách hàng. Thì hôm nay có chị khách hàng tên là Huyền. Chị Huyền thì tháng trước thì chị Huyền có đến bên em để làm cái liệu trình trẻ hóa da Thomas 2019 á. Vâng, thì hôm nay đúng một tháng sau chị Huyền có biết là nghe tin là hôm nay ông chuyên gia về để thăm khám và điều trị cho khách hàng, thì chị Huyền có quay lại để được kiểm tra lại đúng không chị? Dạ vâng, thì bây giờ thì chị Huyền ơi, em sẽ mời chuyên gia phân tích và thăm khám cho chị Huyền và so sánh với hình ảnh trước và sau khi làm của chị Huyền nhé. Chị có thể phiên dịch cho chuyên gia và hỏi chuyên gia là phân tích cái tình trạng của trước đây của chị Huyền như thế nào được không? 1 month ago, yes. Here from Tasmin by Thomas, yes. And now she can check again the result. Yes. Everything. Yes. Now after 1 month, the skin can very very brightening, yeah. And the tightening very good. Look here, very good tightening, and reduce the back fat, yeah. Here. Okay. And eyebrow is a little grow. Okay. Mm. Yes. Chị ơi, ông có nói là sau một tháng thì tình trạng da của mình cải thiện đến tầm 80%. Và rất là tốt. Chị có thể thấy rằng là trước đây cái vùng khóe miệng của mình nó rất là sâu và chảy xệ. Các cái mô ở bên cạnh khóe miệng này của mình đổ mô. Và tình trạng hai bên hàm của mình to, bạnh. Nhưng mới cả thêm nữa là chị bị bọng mắt, những nếp nhăn quanh mắt, đúng không ạ? Và tình trạng bị sụp mí nữa. Nhưng mà sau một tháng, chỉ sau một tháng thôi, thì bây giờ chị có thể nhìn thấy làn da cho em một cái gương được không ạ? Chị cũng có thể cảm nhận được ở nhà đúng không ạ? Có. Vâng. Nói chung đấy, là da căng hơn. Bây giờ là cái những cái khóe miệng là gần như là không còn nữa. Đúng rồi ạ. Đợt chị... trước là cái bọng mắt này nó sệ lắm, lúc nào nhìn như ở vừa mới khóc xong. Đúng rồi ạ. Đi ra ngoài các bạn cứ bảo lúc nào mắt những sưng sưng lên. Vâng. Thật ra là do cái bọng mắt. Vâng. Đấy. Thì bây giờ thì đúng thật là nhìn nó cũng gọn lên rất là nhiều. Vâng. Và cái những cái khóe mắt, cái vết chân chim ở đằng sau đuôi mắt này gần như là cũng mình cũng cảm nhận. Vâng. Là nó không có, chứ còn cái những cái nếp nhăn đấy ấy, khi mà mình trang điểm ấy, rất là khó, bởi vì là cái phấn nó đọng mà nó lại càng lộ. Vâng. Đấy, thế nhưng mà bây giờ thì gần như là không còn nữa. Rồi là các cái cơ mặt mình cảm thấy, mình sờ vào mình cũng thấy là nó săn hơn, nhìn trông thon gọn hơn rất là nhiều, đúng không chị? Đặc biệt nữa là ông có nói là cái cung mày mình cũng nâng lên rất là nhiều, và tình trạng bị sụt mí nó không còn nữa. Đặc biệt là những cái phần mà nếp nhăn ở quanh trán lên thì không còn nhiều, nó không nói hết. Trước mà ấp ủ nào là chắc là mình phải đi cắt mí mắt này, xong mình phải bóc mỡ cái bọng mắt này. Vâng. Nói chung là liệt kê ra rất là nhiều cái gạch đầu dòng để cần phải làm, rồi là cắt lông mày này. Vâng. Thế nhưng mà sau khi mà đến đây làm duy nhất có một lần thôi, sau một tháng mình nhìn thấy ngạc nhiên mà thế này thì cần gì phải đi can thiệp phẫu thuật để làm gì nữa. Vâng. Cho nên là cũng cảm thấy là rất là vui. Vâng. Mình cảm giác như là mình đã thành công. Nhờ bác sĩ hôm trước là nói thật là cũng rình rập chờ đợi mãi đấy. Vâng. Cũng là đến này muốn là để được bác trực tiếp, cũng cho nó yên tâm, cũng rình rập chờ đợi mãi đấy, để đến muốn là phải gặp trực tiếp bác để nhờ bác nhìn rồi thăm khám và cho mình cái hướng điều trị tích cực nhất. Chứ nói thật là cũng lo lắng lắm, tâm lý mà ai cũng thế thôi. Thế là đến hôm nay thì cảm thấy rất là tự tin, rất là thực sự là cảm giác như là mình thành công. Trẻ ra được rất là nhiều tuổi đó chị. Trẻ ra phải đến chục tuổi đi chị ạ. Vâng. Đi ra ngoài bây giờ bảo là 40 tuổi không ai tin đâu. Thật sự luôn, không ai tin mình 40 tuổi. Suốt ngày phải hỏi chứ, phải xem chúng mình. Very happy after finish the treatment, just only one time for her. Yeah, everything she very good, and her skin become better, whitening, and tightening. Yes. She very happy. Yes. Everything. Thank you. Okay. Enjoy life. Okay, ông bảo là cái tình trạng da của mình tiến triển rất là tốt, cái chất da của mình cũng sáng và đều màu hơn, đúng không ạ? Các tình trạng và các màu sắc tố da trên nền da của mình ngày trước ấy, thì đến bây giờ đã không còn nhiều rồi. Đúng rồi. Da đồng đều hơn, căng mịn hơn rồi ạ. Thì
mình chỉ ở nhà mình tập luyện, tập thể dục thỉnh thoảng, tập thể dục thường xuyên và uống nhiều nước. Uống nhiều nước cũng không quá, cũng không tốn mất rất là nhiều tiền để mình chi những sản phẩm hay là những mỹ phẩm đắt tiền cho làn da của mình nữa. Tại vì da của chị hiện tại là rất là đẹp rồi. Chị yên tâm về mọi công nghệ bên em. Chị yên tâm nhé. Rồi em cảm ơn chị và cảm ơn chuyên gia về cuộc trò chuyện này rồi. Và em chúc chị là sẽ luôn luôn sở hữu được một cái làn da tươi trẻ như thế này nhé chị nhé. Và mọi người có bất kỳ những cái thắc mắc hay là câu hỏi nào liên quan đến những cái dịch vụ chẩn đoán da và muốn được chính bàn tay chuyên gia như chị thăm khám và điều trị thì hãy nhanh chân qua Thẩm mỹ quốc tế Bali hoặc là gọi ngay số điện thoại hotline 0386 163 163 để cùng được làm đẹp nhé.